Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến nha. Chúc anh chị em có một buổi sáng tốt lành nha. Đó thì chiều hôm qua thì có nhận chiếc xe này, nhưng mà vì một số lý do kỹ thuật đó, và mình khuyên khách nha, đó mình tư vấn khách này kia, thì chị ấy đã gửi chiếc xe này lại, và có thể bữa nay là sẽ dòng về nghe anh em, tại vì nhiều lý do đó. Lý do gì thì chiếc xe này á, hiện tại nó hết nhớt, nó lốp B luôn nghe anh em, nó lốp B luôn, nó cứng ngắt máy luôn nha. Hôm qua quá trình kiểm tra như vậy thì mình có báo với chị mà khách hàng á, đó thì xe này lốp B á, thì anh em nhìn nè, nhìn cái dispo thì cũng biết cái nó làm sao ha. Đó là cái này á, là nó bị hao nhớt trước ha, không biết cái máy có kêu không nghe anh em, tại vì tình trạng á, là giáp bộ lại mình nghe anh em. Đây chiếc xe này á, thì cái lúc mà nó lốp B nó cứng ngắt máy, thì cái chị chủ xe này chị ấy cũng đã đề quá đề, nên nó gây ra cái dàn điện ở trong. Hôm qua mình mở anh em, cái dàn điện ở trong là nó cháy hết nha anh em, tại vì khi mà cái máy nặng quá mà cái bình nó còn mạnh mà anh em mà cố tình bấm đề hoài á, tới lúc nó gần hết bình thì dàn điện nó cũng tới nái luôn nha anh em, nó cháy chân luôn đó. Thì chiếc xe này nếu mà làm lại thì phải đi dàn điện lại, dàn điện bây giờ là nó không còn gì trơn, cháy chân nha anh em. Đó, dưới phần thứ hai giảm xe nè, đó nói chung là dàn điện này cũng có đi tùm lum tà la chống hết, nhưng nghe anh em nói chung là dàn điện là bị cắt này kia, rồi làm là để thí để đại, không có túm lại nghe anh em. Đó, nói chung là không có quấn băng keo gì lại luôn á đó. Đó anh em này dòm dưới đây anh em cũng thấy nè, để mình đun lại cho anh em xem nè. Đó, thấy ở trong không? Đó, thấy mấy cọng lồi đó không, là người ta câu á, lúc trước điện á, làm sao á, là người ta câu là ở ngoài này kia là tùm lum bỏ, có thể là chạm mát luôn nha, không quấn bằng keo lại gì trơn á. Hôm qua mình thấy gì mình quấn vài miếng cho mà chị chủ xe nha, có nghĩa là chỗ nào mà cái cọng dây lửa mình ta không quấn lại thì mình quấn lại nghe anh em. Đó, nói chung là làm dàn điện này thì mình thua rồi đó, gì để tùm lum la hết trơn. Thì anh em á, là nhìn chiếc xe thì cũng đã biết ha, thì hôm qua mình mở ra thì mình mở cái cánh quạt ở bên đây ra màu đen này nè, để mình kiểm tra coi có con ốc nào, thì luôn lúc nào cũng vậy thôi. Anh em thợ mình thì mở hai bên ra, bên đây với bên lốc nội ra, kiểm tra coi có cái gì kẹt vô đây cho nó cứng hay không. Thì mình mở ra thì trong quá trình cánh quạt nó không có kẹt cái gì hết trơn. Thì sau đó là mình qua bên đây mình mở cái lốc nội ra để mình kiểm tra. Thì mở lốc nội ra kiểm tra thì cái cây cốt dên, con tán cốt dên này nè anh em, nó còn dữ dằn nữa anh em. Nói chung là con tán cây cốt dên này nếu mà chẻ máy ra là phải làm gân lại. Đó, nói nhiều là anh chị em hiểu rồi đó. Đó là người ta đã thay cái con tán đó bằng cái con tán mà cốt đùm á của xe mà hãng Honda, cốt đùm ốc 19 á, đã thay vô. Nhưng mà gân là mình thấy tè le học dưa hết trơn rồi. Đó, tại vì mình mở lốc nồi ra đây kiểm tra và mình quay á anh em, mình lấy cái đầu điếu mình quay xem nó như thế nào thì nó cứng ngắc máy chân. Thì kiểm tra nhớt á, thì nhớt không còn nữa nha. Chị chủ xe cũng đã nói á, là mới thay nhớt khoảng 1 tuần, nhưng mà cái bô ga ướt như vậy thì 1 tuần là cũng hơi quá rồi đó. Nếu mà ướt vậy là anh em mà đi đường xa này kia mà chạy khoảng mười mấy 20 cây là bảo đảm anh em là chạy trong vòng 1 đến 2 ngày là sẽ hết nhớt nha. Tại vì khi mà nổ máy rồi á, là lửa nó đang đốt là nhớt nó lòn lên đó, tại vì á, nó lỏng bạc bê tông rồi, nó xiết bạc rồi, nhớt lên mụn đốt thì nó sẽ đốt hết nha anh em. Xe này bảo đảm khói ra mịt trời luôn. Rồi cái sửa cái mình tư vấn chị chủ xe bây giờ, thứ nhất á thì nó bị lốp B như vậy, nhưng mà tại vì cứng ngắc quay không được luôn nha, chứ không phải giống như chiếc xe mà của hãng Kimco bữa hẩm của con bé kia mình còn quay được này kia, ga mình còn làm bạc bê tông thì nó quá ok. Thì luôn lúc nào những cái dòng xe này á, mà nó bị lốp B thì mình báo trước chị chủ xe. Bây giờ thứ nhất á, nếu mà chị cố tình á là muốn sửa luôn, cố tình có nghĩa là muốn xài chiếc xe này luôn đó, thì mở ra thứ nhất nếu mà làm bạc bê tông đó, làm lại thì chi phí nó thấp, nó bị hư vậy thì chi phí thấp. Còn nếu mà lỡ nó dính luôn cái tay dên cứ ngắt thì có thể sửa là hơn tiền giá trị cái chiếc xe này. Tại nhiều anh em á, là cũng biết rồi, xe này giờ đâu có nhiều tiền nữa anh em, nó rất là rẻ nhưng phụ tùng nó rất là mắc đó. Nói chung đời xe với mình nè, nhưng mà đời này đời trước của mình 1-2 năm nha anh em đó, còn đời xe của mình là đời sau. Thì anh em cũng biết rồi, xe này thì bây giờ nó rất là rẻ đó, còn cái phụ tùng nó rất là mắc. Ví dụ như cái nồi nè, cái nồi DG mình hỏi cho anh kia, mình có quay clip cho anh em xem, thì cái nồi tới 4 triệu 8, 5 triệu lận đó, thấy không? Thấy là có cái nồi không mà thấy hơn rồi đúng không? Thì mình báo trước chị chủ xe bây giờ là mở ra, nếu tháo ra kiểm tra
kiểm tra, nếu mà nó bị lấp bê á thì làm nhẹ thì nó chi phí nó thấp, có thể làm được. Còn nếu mà nó dính tay dên thì có thể làm tiền hơn chiếc xe đó. Rồi cái chị chủ xe này có phân vân, cái mình phiên luôn, nếu mà gã ra mà vấn đề nó cứng tay dên này kia thì gáp vào chị lấy tiền công thôi đó. Còn chị muốn làm thì nếu mà nó dính tay dên này kia cứng nhắc á, thì thay tay dên này kia nữa thì làm ra thì nó có thể hơn tiền chiếc xe, tiền công này kia luôn. Còn về cái phần đồ á, nó cũng mắc luôn, nếu mà xài đồ zin này kia á, thì rất là mắc. Còn nếu mà sấy lòng bạc bê tông ở ngoài xài á thì cũng được đi, nếu mà nó bị như vậy thì sấy lòng bạc bê tông xài đó. Còn nếu mà nó dính tay dên thì thua, chẻ phun cục máy ra, mà cái dên này chẻ ra là phải đi làm găng dên này kia lại nữa nè đó, rồi thay tay này kia, rồi bật đạn này kia. Đồ Suzuki nó mắc lắm anh em ơi, chứ không phải mà như đồ bình thường đâu. Rồi mình phiên chị ấy thiện vậy, bây giờ em mở ra em kiểm tra, nếu mà tay dân này kia nó không còn ok nó thì thay, thì có thể cái giá tiền nó mắc hơn chiếc xe đó. Nhưng mà trong quá trình kiểm tra mà chị không muốn làm thì em gáp vô đó. Còn thứ hai thì kè về đi kiếm chiếc xe khác, nếu mà chị thấy chiếc xe này nó có nhiều kỷ niệm và mình xài á thấy ok thì chị nên làm đó. Còn nếu mà nó hư nặng nha thì nên làm lại, kỷ niệm này kia là làm xài đó, mình đi làm tiếp. Còn nếu mà chị cảm giác mà chiếc xe này nó không còn là kỷ niệm nữa, nó chỉ là một chiếc xe đi làm đi tới đi lui, thì phiên thật sự là chị nên đi mua một chiếc xe khác đó. Ví dụ như là xe bây giờ anh em á, là nếu mình đi làm á nha, mình về phân khúc đánh đi làm á, mua một chiếc xe 4-5 triệu giờ đi làm cũng rất là ok nha đó. Xe này á, trên thị trường bây giờ cũng rất là rẻ, nếu mà xe đẹp này kia mình thấy á, nhiều anh em đăng trên chợ tốt hội nhóm này kia bán cũng có 4-5 triệu này kia một chiếc, giấy tờ đầy đủ đó mà xe còn ok luôn. Còn chiếc xe của chị này á, nó sao ta, nó không có còn ngon nữa, nó không im nữa. Nếu mà dọn chi phí chiếc xe này ra tầm khoảng cả 20 à, khó 20 sợ không đủ nữa, tại vì nó quá trời đúng không. Đó, mình phiên chị chủ xe chị đó, nếu mà mình thấy khả năng á, mà xe này á, nó kỷ niệm với mình quá trời nhiều đó, nó không có hư lặt vặt này kia nhiều, mà dòng Suzuki này ít hư lặt vặt lắm anh em, mà chỉ có một cái là xe này tới nó tới đồ quá đó. Bây giờ chị chủ xe này để cho nó hết nhớt thì nó bị lấp thôi, nó sợ là sợ cái phân khúc mà nó dính tay dên thôi, là sửa lần kia ra tiền công lần kia ra thì cũng muốn bằng với anh em mua một chiếc xe cũ lại giống gì rồi đúng không. Mà nhiều khi mua chiếc kia 4-5 triệu mà nó còn đẹp hơn này nữa đó, nói nhiều anh chị em hiểu rồi. Còn xe này nó tới quá, tới cái gì nó cũng tới, bể vàng áo vàng điện thì hư trơn, phụt bọng đồ banh hết trơn nè, cũng bao tử này kia banh trơn, không có chân chống giữa luôn, không còn chân chống giữa gì hết trơn luôn. Thì nếu mà suy nghĩ như mình nha, mình là chủ xe mình sẽ đi mua một chiếc xe đó, nếu giờ sửa chiếc xe này ví dụ như là 4-5 triệu gì đi, ví dụ như vậy tùy theo nó hư cái gì chống mỗi chiếc xe nha anh em, thấy không mở thôi mở ra cái phát sinh nhiều thứ lắm. Rồi nếu mà mình như chủ xe này mình đi mua chiếc xe khác anh em ơi, đi làm, tại vì già ngoài cái xe mình nó không còn ngon nữa, đồ nó tới hết trơn rồi, nó hư hết trơn rồi. Với cái phần thứ hai nữa mà làm máy ra 4-5 triệu vậy á, thì theo mình suy nghĩ mình sẽ đi mua một chiếc xe khác đó, chứ mình không có sửa lại chiếc này. Có ai như mình không, người ta vô sửa xe nói người ta giờ mở ra kiểm tra đồ mà thấy không ok gắp vô đi mua xe mới chị ơi, có ai không. Người ta còn ấy là bây giờ sửa thì chi phí như chị thì sửa luôn đó, còn mình phiên khách đi mua xe mới, đi mua xe khác chứ không phải xe mới nha anh em. Xe mới giờ thì nó hơi bộn tiền đó, tùy theo đời xe đó. Còn đi mua xe khác có nghĩa là mua xe, nếu mà chạy quen cái dòng này rồi đó, thì đi mua cái dòng này nó cũng rẻ, xe rẻ phụ tùng mắc nha đó. Giờ chị chú xe để xe đây đó, mình để xe đây chị chú xe thì nữa làm hay không á, thứ nhất là xe kỷ niệm thì chị ấy lại thì làm, còn nếu mà xe không kỷ niệm chỉ là một chiếc xe đi làm thôi thì chị ấy có thể kè về đi mua chiếc xe khác đó. Tại vì bỏ ra một số tiền, nếu mà gã ra nó đụng tới cái dân này kia thì rất là không có còn tiền ít nữa nghe anh em, đồ Suzuki mắc lắm. Ok giờ đợi chị chiếc xe lại anh em ơi, vấn đề về xe anh em liên hệ trong fanpage dưới phần mô tả video này rồi. Ok tạm biệt anh em nha.